không nghĩ ra là mình làm được. Mình vẫy nến đúng không, em chữa được. Mà vẫy nến không phải là mình nói là người ngoài nha, con ruột thầy bị 10 năm không hết nha. Cái anh mà vẫn dạy Ở mình cái á. anh trẻ trẻ thằng nhóm nhóc á, hồi đó khi mà thầy ra nghề cách đây 20 năm, nó không quan tâm đến nghề mình luôn, nó lo làm nghề của nó. Tới cái năm 2000 nó lo làm ăn nghề luôn. Bắt đầu khi bệnh nó chảy lên á, nó có bao nhiêu tiền nó đổ vô, nó chữa hết sạch, không còn vốn, hết tiền luôn. Khi nó vô bệnh viện Gia Liễu nó không chữa được. Bệnh này trên thế giới không chữa được, anh phải sống chung với nó thôi. Rồi đi vô đó thấy một ông 17 năm bị vẫy nến nằm cạnh bên giường, hỏi chú bị cái này chữa không hết đâu con ơi, chú theo nó 17 năm nay rồi. Tới hôm nay là cái móng chân chúng nó lỡ ra rồi, mà mỗi lần cái bị vậy bắt đầu nuôi quýu Sợ. chạy qua mình. Bây giờ mày tin hay không, chuyện mày mày thấy tao vơ vơ mày không tin mày cứ theo đi. Đúng 4 năm hết sạch bách, không có một cái vảy gì luôn. Nó là một cái bằng chứng. Còn nếu mà nó không tin, nó không hết, nó không có theo, bây giờ đừng cùng nói, đi đâu cũng không chữa được. Đó là một ông. Một thằng thứ bệnh thứ hai là bệnh ung thư vú. Có một bà thường thường khi bị ung thư là người ta là cắt, thấy không, phải đi cắt, thường thường là phải cắt đi, phải mới bị cắt liền tập nó không có di căn. Còn có bà mà không cắt, cắt rồi vẫn tập nó vẫn bị di căn, nó lây qua cái khác chết. Thì có người hộp, có người ở đây có một cô luôn cũng tập hết luôn. Một thằng thứ hai nữa, thằng khoảng ba mươi mấy ba mươi mấy tuổi chưa có vợ con, bị ung thư phổi như vậy. Bị ung thư phổi xong là giàu lắm, nhà nó villa mặt tiền quận 3 là em biết rồi, mặt tiền quận 3, đường cái quận 3 ngay chỗ trung tâm thành phố mà nhà nó villa đó là biết rồi. Nó cũng chữa, nó cũng cũng cứ đọc trên mạng thôi, nó bây giờ nó đi hóa trị xạ trị cắt bớt một cái miếng phổi rồi, nó qua tập cái cầu may thôi, tập 3 tháng hết mẹ. Nó hết bằng cái não, thứ đi khám không thấy cái tế bào nữa vậy thôi. Đáng nhẽ dù cái tiếp nữa em đi khám thấy tế bào em phải bắn hóa trị xạ trị tiếp, giờ không có bắn gì, nghỉ rồi nó tập tới giờ hết. Thằng đó là trước dịch nó tập, sau dịch hết luôn. Khi mà ở 2 năm trong trong thời gian dịch nó chuyển tiền không cho thầy luôn, nó chuyển tiền cho mình coi như là hết bệnh rồi. Ủa sao mày mày chuyển tiền tao, mày đóng đóng học phí gì vậy, đâu học phí chữa bệnh vậy, hết rồi. Nhưng bây giờ thầy đang dịch, thầy không có tiền em chuyển cho thầy. Đó là một thằng. Còn một ông thứ hai nữa là bệnh một bà bác sĩ luôn nha, bác sĩ bệnh viện 115 là bị ung thư thận. Cả bệnh viện, tức là bà trong làm trong công ty, trong một cái bệnh viện thì anh em với nhau chan hòa lắm, giúp đỡ nhau để chữa chữa không có được. Thì ông giám đốc bệnh viện bây giờ cho mày một lần tiền về nhà mày nghỉ, ta biết mày cũng không có còn sống nổi đâu. À, tính vậy á, tại vì bệnh viện nếu mà giữ mẹ này vô thì chi phí bệnh viện tốn quá ấy. Nó ra quy định là cho nó chơi vậy đó. Tức là khi đụng chuyện mà thấy cái lòng người nó làm sao á, bà cũng buồn lắm, cũng lấy được mấy chục triệu bà ra, cứ ra qua mình học hết mẹ. Cái kia nó cho là nghỉ hưu non một lần nó trả là mấy chục triệu phải không, cái lúc bà qua mình bà nó vô đóng vô lại ông cái ông giám đốc chết mẹ này. Bây giờ phải phát lương lại, giờ phải bảo hiểm lần hai, tức là giờ cái chết bà lại được tiền hưu nữa. Mà bây giờ bà vô không dám giao việc nặng nữa, sợ bà bị tái ung thư. Rồi bà làm bà trên bà quanh bệnh viện quận năm. Một ông nữa là bác sĩ bị thoái hóa cổ. Em biết là dân bệnh viện với nhau thì cái máy đó nó mày vô mày làm thì tao lấy tiền mày làm cái bố gì, anh em trong bệnh viện mà nói không có hết. Qua tập 2 tháng hết mẹ, nó đóng tiền nó dư bỏ luôn bác sĩ á. Đó là một hiện tượng lắm. Rồi cái đó là bệnh thiệt, thoái hóa cột sống cổ nha. Vùng ngoài Bắc có con bé bị cột sống nó hình chữ S nha nè, tập 1 năm thẳng rồi. À, bé Uyên à. ở yên đó, anh thấy không? Bé Uyên là thấy hay thấy là mẹ hay hướng dẫn. Ở tại vì mẹ nó chỉ nó bà này, tại vì phải có cái tình mẫu tử mới được. Còn bây giờ nếu mà thấy cho đứa con bé nó biết mẹ gì, nó ngó sao nó tập, bà ngồi cái hiểu mà chỉ là mình giải thích cái khoa học phải phải làm gì phải làm, thì từ từ nó thẳng lại, nó mừng Là lắm. cô đấy cũng chịu khó.
chịu khó chứ không thôi, nếu không thôi con mình có một đứa bạn chung với nó hôm nay là 40 con bù lon bắt chuột sống rồi. Em biết ví dụ cái tuổi em còn 16 tuổi mà bắt chuột sống khi lên nó cao hơn không cao được nữa, nó xiết cái xương sống chết luôn. Tại vì nó cao thứ hai là thứ hai suốt đời. Mà cuộc sống ở kia nó càng mà nó phình lên nó càng éo lên nhiều nữa. Cái xương nó tăng trưởng nó phình ra. Xiết rồi xiết, cứ xiết xiết vậy đó. Nhưng mà có cái nhược điểm là cái những cái con bù lon nó bắt vô ở đây trong lớp này, trong trong trường học, bạn thầy có thằng bạn bị, nó cũng tưởng là tây y hay lắm, nó bị thoái hóa cổ mà nó cũng 60 mấy tuổi rồi. Thay 10 cái có đinh ốc này, năm đầu không thấy gì, năm tư không, nó xiết ốc vô đó, nó vô mấy cái đó rồi, mấy con ốc cuộc sống nó giữ cho nó không có, thì nó thay đĩa đệm rồi nó phải xiết con ốc thôi, nó sụp xuống sao, rồi nó thay vô. Năm đầu nó không thấy gì, năm thứ hai nó ngồi coi, tự nhiên nó giật nha, má nó giật ra, nó giật méo, nó kéo lại, rồi ngồi cái như vậy nè, bị vậy. Rồi mùa mà lạnh tới, nó lạnh trong xương, cái cục nó lạnh trước, khó chịu, nó tự nhiên nó có 20 cái điểm lạnh ngay cổ, nó lạnh kỳ lắm. Lấy cái máy sấy tóc cho nóng nóng mới đỡ. Tại vì cục nó bằng sắt, nó kim loại nó lạnh trước, cái xương lạnh sau, nó lạnh trong người sao ngủ, mà ngay cái gáy. Rồi ảnh cứ qua, đây, ảnh cũng đâu có tin mình, một mình ảnh học bạn mình mà, mẹ. Em biết là bạn không giờ tin bạn đâu, mẹ thằng cha nó mà chữa gì, bạn bè nhau vậy á, ông đó mẹ thằng Trúc mà nó chữa cái gì tao. Hồi nó đi cho cái ông Hoàng Yên nó cũng không hết, xong nó qua mình 3 tuần hết, tức là nó hết giật rồi, nó cảm như nó kiểm soát được cái những cái thần kinh trong người nó. Nó bớt, không thôi là nó cũng thua, nhưng mà có cái nhược điểm là vẫn còn cái đó. Muốn lấy ra, tụi cây y nó đều lấy ra, nó nói lấy ra, nhưng không bao giờ nó lấy, nó hứa mình vậy thôi. Hứa lèo vậy thôi, chứ biểu lấy ra thằng nào dám lấy. Thế nhưng mà đục rồi là xương nó tổn thương. Bây giờ nó lủng một cái lỗ rồi, em lấy ra lấy gì trám vô. Thứ hai là khi trước khi nó khoan cái xương, nó phải làm sạch cái xương đó, thì nó giết hết những hệ thần kinh con khu đó, những thần kinh nhược. Nó diệt hết mấy cái gân nó bám vô cái xương đó, để làm sạch để nó khoan chứ. Nó để lỏ lét thì sao nó khoan, nó phải chùi sạch hết, nó cào hết cái gân nó ra rồi nó mới khoan. Mà khoan nó có cái dở thì cái cuộc sống vậy, nếu xoan nó chịch qua đến nước mình này. Trời ơi, nhiều cái nguy hiểm lắm, cái đó là tay nghề giỏi, tay nghề dở là chết. Đó là cái cuộc sống là thằng đó mình làm được. Một đứa thứ hai nữa, cái bệnh này là tây y đông y không chữa được, cái cột sống bị dính á, nó dính cục vậy nè. Ở đây có con bé là chưa có chồng, có bồ thôi, hai thằng nói với thằng bồ đó thì trong tây y nói em chỉ sống được không quá hai mấy tuổi đâu, tại vì nó dính hồi cái thần kinh nó liệt hết là em đai, nó không có đúng không thầy? Tức là cái mấy cái khớp xương nó dính lại, nó dính là một cục, ví dụ L1 L4 hồi nó hồi thành L4 L5 ở giữa nó biến mất, cái đĩa đệm nó thành xương luôn. Em bạn của anh chồng em cũng có một cái trường hợp như thế, nhưng mà nó lại bị khớp háng tập hết, nó dính vào nhau, nó không như kiểu là nó không có một cái chất nhầy, nó không có chất nhầy, nó không có chất nhầy để nó tự nhiên nó dính đó, con bé nó bị á, cả gia đình nó khi mà chữa nó hết, cả gia đình của đại học giống như là cái băng của ông Tuấn nhỉ, băng bạn bè ông Tuấn buông cái bài qua cái bài ông Tuấn hết là kéo cái bài qua y chang vậy. Chị là kéo cả nhà đâu, cái nhà đi học luôn đó. Thì đó, nhiều người không có hiểu tại sao nó vậy. Thì từ lâu rồi em cũng không dùng thuốc, chủ trương là không dùng thuốc, là cứ dùng những cái mà đơn giản thôi. Thế là em cũng hay tìm những cái này này, xong đến lúc chị nói thì chị bảo hay lắm, thì em đi thử. Biết hả, cái môn này là hồi đó thì thầy một ăn hai thua, nếu trong 20 năm tao không xong coi như tao đài, tao chết. Tại vì 20 năm nó không ra một đồng xu nào hết, em phải tự tập, phải tự chữa bệnh. Lúc đó thầy làm cái này là mẹ thầy nuôi thầy luôn. Nghiên cứu, từ lúc đấy thầy đang nghiên cứu. Nghiên cứu mà, giờ tiền đâu, vợ nó muốn bỏ mình luôn, nói thiệt. Giống như kiểu đang học. Bỏ mình luôn, cái mình thầy phải ra ngoài, có nhà mẹ thầy ở đó. Nghiên cứu tới lúc xong, thì vợ chồng từ đó là coi như không có gần gũi, coi như ly thân tới giờ, 25 năm. Vậy sợ. Thì mới đầu người nữ nó tưởng mình bồ bịch, con cái đừng có coi thường mà lắm, mẹ
kiểu không có lo nuôi con nuôi cái rồi đi làm gì rồi đòi sự sống một mình không à, nó giống như mình vậy nè. Rồi cái bà xã mà nói nè, cái cuối cùng là chia luôn, tới giờ là không bao giờ gặp nhau luôn. Bà ở tuốt Long An 25 năm thì hơn mình. Khi mà thành công rồi ha, thì ra trung tâm một cái là mấy đứa con nó bu lại, có sao kỳ, ổng làm gì mấy năm ra cái môn này, cái môn quẹt 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 nè. Cái nó tưởng là mình xạo để kiếm tiền, nó tưởng mình vô quê để kiếm tiền. Thì nó cũng đâu có dám nói ra, nói chắc ông già mình gạt người ta lấy tiền sống thôi. Ông đói quá kệ mẹ ổng, mà hồi tiếp thằng con nó qua chữa phải nén hết trộn vô cho kỳ quá. Rồi cái, khi mà nó biết rồi, nó cái miệng nó đi quảng cáo tùm lum hết luôn á. Ừ, nó nói này có nhiều người không tin luôn. Nhưng mà cái môn này nó có cái nguyên tắc vậy nè, nó có tâm linh ở trong. Cái người mà không, cái người mà thích nó tự nhiên tin liền à, nói đi liền, không cần phải nói thuyết phục, nói cái họ tới liền à, những người đó sẽ thành công. Thầy thấy vậy, tình hình như vậy. Còn người nào tới mà ngồi chờ cho thầy giảng, nói cho tao hiểu, thằng nó không học đâu. Hiểu rồi mới học hả? À, không học đâu. Người nói, tại vì nó không có khoa học, vô hình mà, giống như như là Tây Tây Phương nó biểu chụp cái hồn ma sao chụp. Nhiều người vẫn tin, nói Mỹ nó chụp được hồn ma sao chụp, đã vô hình, cái máy hữu hình nó chụp được cái vô hình được. Không thể nào chụp được. Cái vô hữu hình không thể chụp được cái hữu hình, cái tất cả cái gì vô. Bây giờ ngay như cái con virus mà giết cái bệnh mà dịch vừa qua, mày thấy nó là con gì? Không thấy con gì luôn. Vậy nó là cái gì? Nó là năng lượng. Những cái bệnh mà siêu á, những bệnh siêu mà gọi là trị được á, hầu như nó không có tên. Nó dùng năng lực, tại vì nếu nó mà cùng loại không diệt được, phải cấp cao hơn nó mới diệt cấp thấp. Vật chất á, mà nó muốn giết vật chất là phải vô hình, nó diệt cái ánh sáng hay cái gì chiếu vô biến mất. Mà nó xảy ra trong một sát na, phần tỷ giây hiện mất liền, nó không có tên chất gì hết. Nó tên chất thì thành chất à. Thì trong bản phân loại tuần hoàn của khoa học nó chỉ có 110 mấy chất thôi. Còn cái chất mà giết mấy con virus đó, nó tra cái mất liền. Tại vì cái thứ đó không thể dùng vật chất giết được nó. Chỉ dùng năng lượng, mà cái năng lượng của sự sống con người, cái năng lượng sự sống là chống cái sự chết. Đó, nó hay vậy đó. Cái nào chết là nó vô, nó thành sống la, thành nó vô quá phép. Thì em tưởng tượng, giờ em tin thầy chứng minh luôn cho em tin nè. Mà thấy cái miếng thịt này mà lấy dao lam mà rắc nó đứt làm hai. Sao nó dính lại được, em ép lại đó. Mạch máu đã đứt là chết rồi, nó nối sống lại cái mạch máu đó. Cái dây thần kinh đứt làm hai, nó nối lại thần kinh nó sống lại. Rõ ràng không? Cái đó là cái gì? Đố mày tìm ra cái chất mà nó nối cái gân đó. Cái chất đó trong khí công là gọi là khí. Nó mới làm được. Chứ lấy tay người làm sao mà phá. Mày em lấy mày lên thành tẹo mẹ. Mà để hai miếng thịt này để xác xác rồi lạnh lại lột cái da đen đen, cái đu mũi da mới gì tinh. Những vết ngắn thấy nó tự lành. Như thế là làm sao khi mình lỡ con dao mình cắt đồ ăn vậy, cắt cái móng tắt chỗ này nè, nó sâu vô là cũng phải ít nhất 3 mm chứ. Rồi cái miếng thịt sao nó dính lại, rồi cái mạch máu rồi sao lại cái gân máu nó nối lại, lấy gì nối? Nhiều người không suy nghĩ, không thằng nào làm được đâu. Cái nó gì nói, bây giờ tao điều khiển được cái hệ thống đó là tao chữa bắt bệnh. Mà trong tài liệu tính bệnh khi gì nó nói rồi, 12 kinh mạch với 8 kinh mạch thông không bao giờ bệnh. Không bao giờ bệnh. Là bài tỉnh kinh với bác. Không, bài tỉnh khí công. Bác cái bài, đây nè. Cái hình nội kinh đồ, cái hình mà cái thằng bào thai. Thầy tập thử rồi. Hồi trước khi mình tập chưa được cái môn này. Trong người thầy yếu. Mới thở được. Mạnh trở lại gấp 3, mình tuổi lớn á, ghê vậy. Tình dục mấy cái thứ nó mạnh lại như thanh niên luôn, dễ sợ luôn. Mình kiểm tra mình thấy nó giống như kiểu thay mới lại. Ồ, ghê lắm. Mình không thể tưởng tượng nữa, ủa sao kỳ á. Trong khi mình tưởng phải ăn chất bổ vô mới có sức khỏe ha, phải tập luyện nó khỏe. Nhưng mà khi nó thở, nó thông được cái đường tủy sống, trời ơi, nó mạnh lại. Mạnh khủng khiếp luôn. Tức là mạnh là cái mạnh bên trong. Cứ khi mặt mình vẫn già nhưng mà sức khỏe tao lên lầu thang, tao không thấy mệt nè. Thấy không? Người ta hít đất mấy ngón tay được luôn. Hít mấy ngón tay rồi tụi bay hít nổi không? Giống như kiểu cái cây kỳ. Đó là một cái kỳ lạ. Rồi thầy đang tổng kết nó là trong cái thở nó có 36 lần. Có
36 lại thở, mỗi cái thở chữa một loại bệnh, hay lắm. Mà muốn thiên quốc cần xong được 10 loại thôi. Có loại hả, thở cái hết đau tử liền, thở thôi. Mà không cần phải học đâu nha. Em không cần học được chỉ hỏi thế mà. Ngồi thở. Học tinh khí công là phải năm thứ ba đúng không? Năm thứ ba cái đó là người hiểu, muốn hiểu nó. Còn bệnh thì mày cứ làm theo ta là hết. Chứ chờ hiểu thì bệnh nó đập mình chết mẹ mà rồi. Năm đầu là động mẹ, xong năm thứ hai là bán động. Bán động xong tỉnh công. Xong tới cái năm thứ tư là nếu mà theo nghề phải học cách chữa bệnh, tất cả các loại bệnh. Còn những đứa học trò mà bệnh nó hết, nó là thầy luôn. Mày là thầy, ví dụ em chữa được bệnh mắt khô nè, mày là thầy mắt khô, đứa nào mắt khô mày cứ theo đó mày quất là hết liền. Cái gì nữa này, tao bị tao biết, nó sao trong người tao, mày bị gì mày làm vậy. Thì nó ra, thành ra học trò thầy hiện nay là tính ra 100 người bệnh nhân, 100 đứa bệnh là nó chữa được 100. Ờ, là tụi năng, nó tự, nó nói thầy ơi, làm được. Em chỉ người ta nó cũng hết luôn, không phải bác có một ông. Mình, ông bệnh đó chữa, bây giờ cái ông đấy cái bệnh giống của em là em chữa à. Mà em không biết mẹ gì qua, em cứ quơ như thầy mẹ. Bây giờ cái thằng đó là hồi trước nó làm nghề hàng á, hàng ống sắt, bây giờ nó mở ở tại nhà nó dạy cái cổng luôn. Thầy đó nó đãi mình ăn uống thoải mái gì vậy. Mà em bỏ nghề em dạy giống thầy rồi. 7 năm sau thôi. Đó. Mà những người mà giống như thầy á, không bây giờ nó bị ra hết á. Thứ nhất là PA nó rất rối lắm. PA là phải quen biết. Không quen biết là đủ thứ chuyện để trợ. Giống như em mở một công ty em biết là đủ thứ phí hết á. Còn em cứ rỉ rả làm nhà không sao. Giống như ông thầy toán dạy nhà thôi. Nhưng mà ông thầy toán mở cái trường dạy học là đủ thứ chuyện để coi. Thế là chẳng biết được xe, tiền chồng cháy, chữa cháy. Đó, thành ra... Nếu mà thầy mà dạy như này thì ít học viên hơn là thầy mở trung tâm. Mở trung tâm là... thầy đã tính rồi, muốn mở trung tâm em đủ huấn luyện viên không? Một mình thầy sao dạy 1.000 người, ông mở ra phải một tháng mày một trung tâm thì em thấy yoga phải 1.000 người trở lên, có mình tao giờ phải có 10 học trò giỏi như tao tao chơi liền. Thành ra thầy chờ khi tụi nó mạnh lên tao hú một cái tụi nó tới làm kìa. Chứ giờ chưa có, thầy thử rồi thầy mở trung tâm thất bại kìa, một tháng không doanh tiền phí mà phí chết là 300 triệu rồi. 300 triệu là gì? Tiền trả lương cái nhân sự để làm cho trung tâm đó. Nó có cái trung tâm thôi. Cái đứa bảo vệ hai thằng, con mẹ bởi vệ sinh hai thằng, cái thằng nó làm mẹ gì cái con. Rồi con mẹ mà giặt đồ của hai thằng. Rồi cái con một đứa là khám y tế trước khi vô. Một đứa. Rồi thằng trưởng trung tâm, phó trung tâm, kế toán thủ quỹ mẹ, gần mười mấy đứa. Mà đứa nào em trả 6 triệu sao nó làm 10 triệu trở lên. Trưởng phòng là 20. Tư nhân mà. Cuối cùng một tháng tự nhiên ngồi không có mình tao. Mình tao tao dậy rồi tương đùi 20 đứa mà ngồi chơi vậy. Sao chịu nổi. Thực chưa kể ủy ban hàng tháng nó mời tới mời lui mời nó mời xuống này mời kia lên xin tiền xin bạc trời đó ơi. Rồi phòng cháy chữa cháy xuống mẹ nhà có vậy cũng có cái cục ba cái cục đỏ đỏ ở góc đó để cho một tháng đúng tiền. Rồi tiền điện tiền nguyên cái hệ thống máy lạnh mà của trung tâm là nó phà giống như cái siêu thị chứ không phải máy lạnh này là sao mà hoạt động được. Trời ơi, một tháng tiền điện không 15 triệu tiền điện. Mặt bằng là 2.000 đô. 6 tháng là banh nè. Đó, từ đó trở đi là thầy rút kinh nghiệm là không làm được liền. Tại vì không có gì. Thì lúc đó thầy làm có mình à. Kêu hai thằng học trò là mới học nó biết mẹ. Cuối cùng thất bại. Tại người ta, thằng nó chảy nó không có chữa được. Không làm gì được, có mình thầy à. Trong 60 học trò tới dạy, mình dạy được 20 đứa. Còn 40 kia, mấy người kia quẹt quẹt hả? Người ta tâm lý là cũng muốn học thầy. Đó, thế tức thì nó lại bắt buộc phải học kia. Tại vì mình bận phải học hàng kia. Thì nó chán, nó nói giống, nó giống như mình gạt nó. Cái trung tâm gạt nó. Nó đòi tiền lại nữa. Nó học 3 tháng mà không thấy một chút vậy. Mẹ cái thằng này dạy tao. Nó đòi tiền lại. Rồi lộn xộn lắm. Thưa tới, thưa lui, thôi dẹp mẹ luôn. Rồi mình khi mình dẹp rồi, cái mấy đứa tới đòi tiền. Mẹ tao, cái trung tâm nó phải tao đâu. Cái thằng giám đốc tôi là cái nguyên bộ máy trung tâm nó nợ mày thì mày tới đòi chứ tao đâu có giữ tiền đâu. Cái con kế toán cái thằng giám đốc nó giữ trong quỹ mày tới gặp cái ban lãnh đạo đó mày. Thầy chỉ là thằng huấn luyện viên thôi. Còn cái thằng giám đốc trong đốc trung đoàn ai tới mày đòi, tới nó đòi đi. Tao tiền đâu tao trả. Trời ơi sao ông đó này nguyên năm sau cũng chết luôn. Đủ thứ chuyện nhức đầu lắm. Sao cứ làm vậy sống được. Cái môn hôm nay là em học chuẩn bị vô cái môn khí công đó có hai phương án.
nếu em tập mà cho nên chuyên về chữa bệnh đi lên, cái môn của em đi lên, tức là cái mấy bài chữa bệnh em học hết, để nó, tại vì thầy sẽ theo cái kế tạng của em thầy dạy, giống như ông Tuấn phải học những bài đó, như bà Chi nếu bệnh phải học bài khác, như em bệnh phải học, em bệnh là những cái mạch nào mà nó sẽ gây ra cái bệnh là phải bị triệt hết, cứ tập hết cái bài đó để dành, để khi nó có những, tại vì cái bệnh em nhớ là không có bệnh nào mà hết hẳn đó, nó sẽ tái lại và lên cấp cao hơn. Thành ra mình phải chặn đứng ba đầu đó luôn. Tức là bởi vậy không tin ha, em ví dụ em hay bị đau phổi tử đi, hay là hay bị đau phổi, em uống thuốc hình sang năm bị nữa à, cũng sổ mũi nữa à, cũng xoang lại à, không bao giờ hết đâu. Thầy lý do nó tại sao? Cái người em khi mà em đẻ ra, bởi vì khi mà em vô bệnh thầy phải coi cái dịch số, tức là coi cái máy sản xuất của mày nó bị nhược điểm gì, mày sẽ bị cái đó suốt đời luôn. Em nhớ không có cái xe Honda, cái máy gì mà sản xuất ra mà không có một cái lỗi nào. Ngay em ngồi em vo một miếng cái bánh tiêu, không có bánh tiêu này giống bánh tiêu nào. Không có, con bánh tiêu rất ngon, có bánh tiêu không ngon. Nấu 10 nồi cơm không, 10 nồi cơm không, 10 nồi cơm ngon như nhau. Không bao giờ có, một cái xe Honda nó sản xuất ra 1.000 chiếc, 900 chiếc bị lỗi rồi. Nó vẫn thảy ra để bảo hành, bảo dưỡng chứ mẹ, đầy đủ hết thì có đâu mà bán. Cái gì nữa, giống giờ bây giờ em thử em làm đi, em ngồi làm 10 cái bánh, 10 cái bánh giò chả thôi. Em sẽ biết trong đó có một cái là làm rất kỹ, có cái là làm sơ dục mẹ nó cho người ta ăn đại. Lúc mà em hăng thì làm rất tốt, lúc mà em xìu để bệnh coi làm cho có, không còn cái tinh thần làm nữa. Thì vì cuộc sống tao làm tao nuôi tao thôi. Còn lúc mà tao hưng phấn tao làm thì ngon lắm, tao hưng phấn là chết mẹ mà quay. Tôi quay lãnh cái thẹo của tao, thành ra có nhiều quán phở, bữa nó em ngon. Có bữa con mẹ bán phở mà nó bệnh, thôi ôi nó ăn dễ, để ý thấy liền. Cái tinh thần nó mất rồi, tình cảm nó mất, ví dụ này chồng nó, ly dị chồng là cái hôm đó quán phở nó dở liền. Nó lo trong đầu á, tay chân nó làm ngon nữa. Thì cái cơ thể con người vậy, thành ra trong khí công nó có hai nha. Em biết cái giờ năm sinh của em, nó ra cái hình tướng của em nha. Tháng sinh nó ra cái tánh người, còn ngày giờ sinh nó ra cái tâm lý của người. Cái đó là năng lượng quyết định. Thành ra khi đó trong ngành tử vi gọi là bát tự, 4 giờ ngày tháng năm là 4 cái thông số, trong đó có âm có dương, tức là cái giờ đó là cái máy nó ra đời. Thì ánh sáng mặt trời chiếu lúc đó bao nhiêu năng lượng có hết. Rồi mặt trăng chiếu bao nhiêu năng lượng, trái đất đang hút cái độ mà hút, trái đất nó hút trên cái bào thai nó bao nhiêu năng lượng có hết. Mà nếu mà cái môi trường nó không đầy đủ thì cái thằng bé nó gánh, cái đó là cái môi trường bên ngoài. Còn môi trường bên trong là khi trong bào thai á, cái người mẹ nó không đầy đủ cái này, không đầy đủ, nó có ba cái không đầy đủ: tinh, khí thần là tánh tình. Lúc đó nguyên cái bọc trong 10 tháng thai nó vui vẻ luôn không, hay có tháng nó buồn? Rồi tinh thần nó, lúc nó có tiền không, nó có tiền không, rồi nó ăn uống đầy đủ không, nó thèm mà nó không có tiền nó ăn cái thấp hơn, thì cái thằng bào thai nó ra cái gì? Cái đó gọi là thai giáo, phải giáo dục người đàn bà, người chồng phải bảo vệ cái thai trước khi sanh. Hai vợ chồng hụt hẳn thì cái thai ra không thành công, hai vợ chồng bị hạnh phúc còn cái bào thai rất tốt nha. Còn hai vợ chồng mà cứ gây lộn gây gỗ của đứa con ra không ngon. Thế nói người đâu có hiểu đó. Em biết cái bào thai em để trong bụng mở nhặt nó đá cái chân á. Thằng người mày có bầu mày biết à, mày mở nhặt nhiều cái chân thằng nhóc ở trong vậy nè, nó đá cái bụng mày á. Tức là âm thanh nó vô cái não đó. Rồi cái không khí đó, thành ra khi mà thằng bào thai nó ra, nó do cái môi trường tao, nó giống như là tao con cá tao đẻ ở nước đó, thì nửa tao lớn lên tao về nước đó sống là khỏe nhất. Thành ra người ta gọi là đi đâu cũng về chỗ nơi sanh mẹ đẻ. Em thử coi bây giờ em đi đâu chơi, em về chỗ mà em sanh ra, tự nhiên nó có cái gì đó mình thấy nó an toàn lắm. Mà dù cái thứ nó khổ lắm, kệ mẹ nó, mà về nằm xíu. Cái nhà cũ mình hồi cách đây 30 năm, cha mẹ nuôi mình 10 mấy năm, cái nhà như xấu xí thua cái nhà gọi là cao cấp ở thành phố. Nhưng mà cái nhà có một nhà nằm chút giữa chỗ nó thoải mái gì đâu á. Nó thử thấy, rồi ăn cái đồ mà mẹ nấu trù vui nó đã. Cái đó là gì, là cái mối, tại sao là khi em mới đẻ ra tất cả vật chất nó xây lên cái cơ thể mình. Mẹ mình không có tiền xây mày bằng cháo không à,
có người mẹ nuôi đứa con chỉ bằng rau không à, thì cơ thể em toàn là rau sắp xếp nè, thì về ăn cái món nó đủ nó khỏe. Tại vì cái cơ thể em 80% là xây bằng rau thì ăn rau mới đúng chứ, mình ăn thịt cho chết mẹ mày. Thế là trong năm đầu tiên đồ ăn trong năm đầu tiên không, tất cả em quan sát nha, thì năm đầu tiên, 3 năm đầu tiên là nguy hiểm nhất. 3 năm đầu tiên nó hình thành cái não mình, thì 3 năm đầu tiên ăn biết mẹ nha, từ 1 tới 3 không nhớ nổi đâu, 4 tuổi nhớ, thì từ 3 tuổi tôi xuống biết mẹ vậy đó. Tại lúc đó não chưa hình thành. Thành ra con người ta nếu mà chó nó nuôi trước 3 tuổi nó, mà nó nuôi trước 3 tuổi là không bao giờ dạy chữ được, nó thành cái óc chó luôn rồi. Mỹ thằng Nga đã thí nghiệm là cái nó bắt một người mà bị con chó sói nuôi không dạy được chữ được nữa, tại vì nó quá cái tuổi hình thành não rồi, thì não nó không tiếp thu cái ngôn ngữ con người, nó tiếp thu ngôn ngữ loài thú thôi. Ghê lắm, cái não bộ. Thì 3 năm đầu rất quan trọng. Thành ra tao gọi tiếng Việt nói nuôi con nghèo 3 năm là cái năm đó đó. Nghèo 3 năm là sao? Em nuôi kỹ á, không kỹ là em nghèo 3 năm, thằng nhỏ lớn lên nó phá, nó phá cái cuộc gia đình mình, hoặc nó bệnh nhiều quá, mẹ sạc nghiệp luôn. Thì 3 năm đầu đó là quan trọng nhất. Nhiều người không coi thường nha, mẹ quẳng con mình cho người khác nuôi là con mình lên chết. 3 năm đầu nghèo có ráng nuôi đi, thì bí lắm mới gỡ thôi. Ví dụ em ngày em là 24 tiếng, em gửi trong 3 tiếng rồi sách nó về liền, đừng gửi 12 tiếng. Có người gửi tới 9 giờ tối nó đem con về thằng thôi banh. Không suy nghĩ em nhớ cái gì gần nó sẽ, nó có, nó sẽ lấy cái năng lượng này đó. Bởi vậy em mà gửi con như cái bà phục vụ nữa, nó thương bả hơn khúc em luôn. Nếu mà em bắt đưa bà bồng chăm sóc con mình hoài, nó thương hơn mình luôn. Bởi vì trong gia đình á, mẹ gần con nó thương mẹ nó hơn thương chồng mình. Chồng mình nó đi đá về cái mẹ nó. Thằng con mà khi đi nó đòi mẹ, nó đâu có đòi lên xe đi chơi, mẹ ơi nó khóc, nó đòi ôm mẹ nó bồng, cha nó thèm đâu. Hả, nhiều người không để ý. Cái năng lượng nó hấp vô. Thành ra cái đó phải nắm cái bí quyết đó để khi mình giáo dục. Còn học cái công, em phải nhớ vậy nè, những bài mình học là những bài siêu, những ông siêu ông chế ra, không ai chế được đâu, không thể nào có động tác không ai. Em biết một động tác em đã học 2000 năm nay không dám thay đổi động tác đó, tại sao kỳ vậy? Em suy nghĩ đi. Cái gì nó bền được như thế? Không phải, nó không tha dám đổi cái động tác đó được. Ví dụ động tác thì dịch thần kinh nó phải vậy, chứ không có làm vậy được. Thằng nào làm vậy là không có, mà tại sao nó làm vậy? Nhưng mà chỉ trong ngành khí công mới làm được, nhưng mà thằng võ thuật làm không có nha. Rồi thằng yoga tập bài dịnh kinh không có nha. Tại nó theo phương pháp thở bên kia rồi, nó tập nó không thấy gì hết. Bởi vì võ thuật cũng vậy. Cái mấy ông võ sư nó nói trời ơi, bên bà thầy có 30 bài. Nó còn nó nói là 30 bài khí công, coi như 30 bài quyền em tập hết không thấy gì hết. Đúng rồi. Nếu mà mày tập được thì mày theo mày đâu phải, mày là võ sư chứ đâu phải là khí công sư. Tức là mày chỉ là dùng cái phương pháp của võ thuật tập bài tao sao trúng được, mày phải bỏ hết. Bởi vì trong chuyện Kim Dung nó nói muốn vô môn phái phải phế hết võ công mới theo được. Phải bỏ hết những cái kiến thức, mày xóa làm sao xóa. Nhiều người vẫn còn trong đầu á, ví dụ em tập yoga nhiều, chắc hồi nó cũng thở theo yoga à. Có khi mấy năm sau nó mới bỏ được. Ví dụ bà Chi mà gì mà tập, em nhớ em tập gì thế nào nó cũng nó lặp lại cái cách đó, tập của thầy là không hiệu quả, nó phải thả mẹ nó ra thì nó hết. Thành ra vô, ví dụ bên kia nó cầm vậy nè, hít vô rồi nâng tay lên, thả theo hướng thở ra. Thì không có, cái không thả xuống hết vô nữa. Là theo nhịp của cơ thể. Nó không có theo cái nhịp gì hết. Bây giờ thầy chứng minh luôn. Em ngồi vậy em cúi cái đầu xuống. Thấy không? Thở khác, mình đứng lên cúi đầu cái hơi thở khác liền. Rồi em ngồi xuống nước, mình cúi cái đầu, nó thở khác. Cũng một động tác giống nhau mà nó thở hàng trăm loại khác nhau. Tùy cái môi trường xung quanh, nhiều dưới nước làm sao mà gì hết vô được. Mình nín chứ, mình nín xuống mẹ làm sao. Em cũng thấy là giả dụ tập dịch cân kinh nhá. Ừ. Là cứ tập những cái thức về sau là tự dưng mình thở nó sâu hơn. Tự nhiên, nào mà không cần luyện. Nó cứ sâu hơn, giống như kiểu là tự mình lúc đấy nó tự kéo vô. Khí nó cứ kéo vào. Rồi nữa, cái khi em tập thời gian sao, ủa? Hồi trước khi học á, ta hít chừng 2 giây, bây giờ ta hít 6 giây được.
ngủ vậy đó. Nó cứ sâu dần sâu. Mà sâu dần mà hồi đó. Mình cứ thở không ra. Có ép. Thế em thấy rời dịch cân kinh em thấy. Đó cái đó là nó hay vậy đó. Cái đó là em bắt đầu phát hiện rồi đó. Nó hay vậy đó. Cứ mới đầu là mình thở mình còn bình thường như này xong về sau thấy mình thấy càng sâu lên và cái độ cuối mình cái thao tác mình nó dài hơn dù hồi trước tới đây thôi. Bây giờ nó hướng tới đây luôn. Không, lúc mà đấy thì em cảm thấy giả dụ như là nó có nhịp. Nó có nhịp. Có kiểu giữ mình giơ tay lên phát là mình thấy cả cơ thể mình có cái nhịp luôn. Nó làm là mình đi luôn cả. Mình trái cần cái mẹ nó cứ lâu rồi sao mình nghỉ. Nó hay lắm. Nó như kiểu nó có một cái sóng. Ví dụ mà nó rất là ngắn nha, ví dụ buổi sáng em tập mấy môn khác cái này chừng 15 phút nó khỏe mẹ rồi. Vừa hỏi tỉnh rồi. Tỉnh rồi. Mình không cần biết nha, sao cái thao tác nó kỳ vậy. Nhưng mà cái động tác khác không có. Em không làm động tác khí công không có mà thể vô động tác khí công. Bài nào cũng vừa chút nó dễ chịu. Sao? Nó dễ chịu. Vừa rồi là thầy hướng dẫn em hai cái bài để tăng máu. Thì bởi vì tuần vừa rồi là em đi chơi nhiều thì cũng không tập được đều. Nhưng mà có một hôm em phát hiện ra như thế này. Em tập dịch cân kinh xong rồi là tập cái thức đấy thì em cứ bốn cái thức dịch cân kinh hết một chu kỳ thì em lại cua một cái máu đấy lên. Thì nó khoảng độ tầm 6 lần cho hai cái động tác, một động tác bắn cung, một động tác kéo. Xong cứ vòng lặp 3 lần như thế. Thế thì em thấy là khi mà tập xong ấy, thì bắt đầu người nó dễ chịu. Xong là đến khoảng tầm, lúc đấy tập là khoảng tầm 1 giờ là kết thúc. Thì đến tầm, dễ chịu đến tầm 4 giờ. Thế xong về sau nó bắt đầu giống như kiểu là nó lại tràn lại, cái nó bị tắc lại. Thì có hôm em cảm thấy như thế. Thì mình quớ lại thôi. Đấy thì kiểu là mình lúc đấy là giả dụ như người cảm thấy thông hết, xong là bình nó đầy hết, xong bắt đầu nó cứ cạn dần. Nói thật, thấy cái sức khỏe nó xuống, thấy rõ ràng trong người. Nó giống như cái người cái bình nước vậy, hay lắm. Ngồi thấy cái mình quớ nó đầy lại. Mà không cần ăn uống hôn mẹ vậy. Xong đấy lúc em nhớ là đến khoảng em giữ được 3 tiếng. 3 tiếng sau bắt đầu người cứ cảm thấy như kiểu cái bình đấy nó cạn. Cái ra quớ nó có lại. Mà không biết là cái gì vô người mình. Không cần uống chất các loại cho bộ. Thầy thử rồi, chính thầy tuổi già nha. Uống đông trùng hạ thảo cũng không thấy. Đông rõ là mắc lắm, là học trò nó mua tận bên Tân Cương, bên Tứ Xuyên Trung Quốc á. Một con em đưa cho thầy 500 ngàn con chút xíu này nè. Em mua 2 tỷ 2 một ký lô. Chính gốc tại chỗ ngồi chờ nó lượm từng con em thu. 2 tháng em mới về Việt Nam. Mình ở mình đó mua mới chính xác, người Bắc nó kỹ mà như Nam đâu. Nó mua cái gì, nó mua tận gốc, nó ngồi ngay thấy nó mới mua. Chứ mày nói là đông trùng hạ thảo tao không mua đâu. Người mà kỹ á, người mà bị bệnh á, thì cái người đó là ông đó là ông bị ung thư. Thầy chữa không hết, thì lúc mà ông ăn nó có sức khỏe, tập chống qua tận Trung Quốc ông mua đem về cho thầy thử nha. Rồi luôn cái sâm ngàn năm của Hàn Quốc. Trời ơi, nó đỏ vậy. Bỏ vô nước không nó tan nè. Hồng sâm á, nó ghê lắm. Như là mấy bởi vì khi thầy vô cái môn này thì những cái mà gọi là tinh túy nhất trong các loại thuốc đều thầy thấy hết rồi. Học trò nó đem nó cho mình thấy, thầy nó bệnh nó mua. Nó không có, nó nhờ cái đó nó sống, có nhiều người mua yến huyết nè, rồi sâm nè, rồi sâm ngàn năm cái gì rồi cả sừng tê giác mà hút độc cũng có luôn. Trời ơi, nó để vô nghe. Em có mụn nhẹ, mụn nhỏ cái để như này. Chút xíu nó lặn luôn. Hút hết cái độc rồi. Ghê luôn. Thường thì đáp thứ thiệt á. Còn thứ giác giả là giỏm lắm. Trời ơi, đã lắm. Nó mài ra cái nước đục như là gì hết. Mài ra nước đục. Lấy nước xoa lên cái mấy cái ghẻ lỡ da nó đẹp lại. Thầy, nhưng mà lúc mà thầy thử mấy cái đấy nhưng mà thầy không có bệnh nhé. Thì thầy có cảm giác gì được? Không có tăng lên. Thua khí công. Wow, tôi thấy khỏe hơn. Không bằng mình. Hay vậy. Còn nè. Bệnh thì người ta lại cần. Ví dụ bây giờ ông tin này, em buổi sáng em quơ thử. Bây giờ sáng nay em tập cái công, mày lựa hết cái rượu ngon trong nhà mày ăn. Nó không có. Mày tự mình biết. Bây giờ trong nhà em có cái gì em ngon nhất nè. Sáng nay em không tập cái công, em ăn vô. Em tưởng là ăn cái đó bổ vô. Nó không có khỏe bằng tập. Tự mình thấy à. Em tự thấy em. Tập cái nó khỏe hơn. Thấy ít liền mà nó có cái gì nó lạ lắm mình, mà cái này quên. Nhưng mà bây giờ muốn chứng minh thì thế mấy ông trùng chứng minh với tao rồi. Mới giống như thằng Bill Gates, anh mày điện thoại mày bấm lại điện thoại, bây giờ mày muốn chứng minh điện thoại được thì hỏi Bill Gates với sao tao biết mẹ vậy. Thì thầy cũng vậy, chỉ em vậy, giờ hỏi thật biểu thầy chứng minh thì mày hỏi ông Đạt Ma đó.
ổng chết mẹ rồi sao hỏi, ổng chứng minh được, nhưng mà ổng chết rồi. Thế là những người mà kiểu ăn những cái đồ đấy là kiểu để có sức để tập hoặc là, nhưng mà lý do bây giờ thằng giải thích tại sao không chữa được, không có khỏe lên. May bệnh thì mấy cái tạng phủ mình nó không còn 100% chất lượng nữa, thì đồ bổ vô ăn gì vậy nấy sao vô gì nữa. Em bây giờ cái bao tử em bây giờ lúc em khỏe thì một cục thịt nó vô ra một giọt máu đi, bây giờ nó bệnh nó vô có nửa giọt máu à, chất bổ vô không có tác dụng, nó không thấm vô máu được, nó thải mẹ nó ra luôn. Thấy cái hệ thống tiêu hóa, cái hệ thống của em đang bệnh mà, cái máy đang bệnh, đổ cái gì vô đâu được, cái máy mày khỏe thì nó cái đồ gỗ vô nó thấm vô khỏe ra, còn cái máy mày hư mẹ đổ vô, giống như em mua cái em lấy cái xăng máy bay mà đổ xe không đa em đi được cái gì. Mấy ông cái xăng máy bay là cái máy nó là loại nó phu vậy, tức là máy phản lực á, nó mới đổ xăng đó, mà lấy xăng nó đổ xe không đa mà chạy coi mẹ nó cháy máy rồi luôn. Đó người ta mới hiểu mày đã yếu rồi, cái bao tử mày hồi trước nó đang làm việc 100% thì mình đem vitamin vô nó đem vitamin, bây giờ cái bao tử mày còn 20% mày đem vô hả, nó đẩy 80% ra ngoài, chỉ có 2% vô thôi, thì mày đâu có khỏe đâu. Cái khí công là nó chữa, nó bắt cái máy đó làm việc lại chứ nó không có sửa, nó thay cái máy khác. Trong tài liệu khí công nó chứng minh rồi, 2 năm tạng phủ thay một cái mới. Da em là em coi cái tuổi thọ da, cái da người bao nhiêu ngày nó thay, xương 6 tháng, gân 9 tháng thay cái mới. Em bệnh nó biết rồi, cái xương gãy nè mày bó bột 6 tháng mày lột bột ra nó mới lành. Tức là mỗi cái bộ phận trong cơ thể nó có tuổi thọ riêng của nó, nó không có xài hoài đâu. Giờ cái bao tử em đang ngồi đâu phải là bằng cái bao tử hồi con bé, con bao tử hồi nhỏ chút xíu rồi. Giờ nó bự nó nở rồi hả khỉ, nó đổ vô thứ khác chứ. Mẹ cái xe lớn lên lấy cái bao tử cũ nhét vô xe lớn sao xài. Giống như em nhìn cái mặt em ngồi đây em coi cái con hồi em bé, cái con đó là con này nè. Ủa sao hai đứa luôn giống nhau đâu, nhỏ chút xíu mẹ này bự vậy. Em thử nhìn hồi em bé tại sao giống em, nó luôn đó. Giờ chứng minh sao, hồi em con nít 3 tuổi ngồi trong cái ghế ngồi ngó ngó, giờ em ngồi nhà em sực giữa hai đứa này nó là một, sao kỳ vậy, không thể có nếu mà bị khoa học á. Cái bao tử của em thì nó bự như cái bao tử nhỏ nghe chứ nhỉ, nếu mà nó đẹp nó xài tới giờ, cái bao tử này xài tới giờ nó thấy nó không thôi nó rách hết, nó bể hết, nó tới năm tới chỗ nó thay từ 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 nữa nó vừa vừa 2 năm nó thay cái khác. Thành ra tất cả bệnh được chữa hết tại vì nó thay không à, tại vì nguyên tắc trên thế giới này. Em thử coi, em hỏi người ta, đều mọi người đều sai lầm. Trên thế gian này không có từ sửa chữa. Suy nghĩ lại đi. Thay hết à. Em thử coi cái đồ mà đem vô thở là nó thay cái mớ chỗ mà nó sửa vậy, nó cột lại. Bánh xe bể tao cột cho mày chạy, thay cái ruột cái bậy. Phá gì, phá mẹ, trăm lỗ phá mẹ vậy nữa. Thay cái ruột mới. Xe mà thật hư thay thế hết, nó lựa cái hư nó thay trước, cái tàn tạ nó thay trước, mà nó thay bằng khí trời khí đất chứ không thay bằng vật chất. Tại tất cả vật cái cơ thể em là từ không thành có, thì nó phải lấy từ cái không nó tạo cái có, chứ không có vật chất nào làm được hết. Ví dụ hồi đó trước khi em sanh ra có mẹ gì, sao nó giờ nó ra tao, tức là không có mẹ gì hết. Không có mẹ gì là cái gì? Bởi vì cái lý thuyết đó là cái gì? Trước khi sanh ra, trong thuyết của đạo giáo, con người sanh bằng khí, khí nó, khí cha, khí mẹ trộn ra mày. Chứ cái tinh trùng với cái trứng mà không có khí của con người trong tổng hợp hóa chất trộn không ra người. Thì nó có cái khí trong đó, cái khí đó đó. Không thấy. Cái trứng gà cũng vậy, ăn trứng gà mà tổng hợp ra thì ăn cũng đỏ đỏ trắng, không có bổ bằng cái trứng gà mà có hợp bằng gà mái rồi đó, nó đạp mái xong nó ra cái trứng. Cái trứng đó ăn bổ gấp 100 lần cái trứng kia, nhiều người ngu lắm đi ăn trứng công nghiệp. Mà cái trứng kia nè, nó chỉ có 2 chất là lòng đỏ lòng trắng, nó ra con nguyên con gà đủ xương đủ lông, nó cánh được cái chất gì kìa. Bây giờ mà tự 2 chất mà pha lần làm sao nó ra được con gà. Khủng khiếp lắm, tức là cái khí là nó trái không có nó cũng tạo nó có, tại vì cái trứng lòng đỏ nó có 3 chất
lòng trắng 2 chất là 5 chất. Sau bây giờ ra 1 triệu chất, những cái chất mà không có từ 5 cái chất này ra là gì? Trong khi hóa học mình biết rồi, H2 cộng O2 là H2O thôi. Còn cái này H2 cộng O2 nó ra 1 tỷ cái chất khác luôn, không phải là H2O không. Mà lạ ấy. Không có mà có, tức là bây giờ trên vũ trụ á, trên giới đó không có ai á. Có hai cái khí nó trộn ra có sinh vật nào đó. Ấy, tự nhiên nó có. Em thấy trong cái núi quả Diệm Sơn, núi lửa có một cái loại Mỹ nó phát hiện ra loại sinh vật nó sống trong núi lửa, ba chỗ nó không ăn không uống vẫn sống. Nó trong suốt vậy nè. Thứ đó thứ gì? Không có ăn uống gì, nó sống bằng cái khí đó. Rồi cái cây của em đang cây em nó mọc nè, cái miếng đất này tự nhiên có cái cỏ mọc mẹ sao nó mọc lên được, cái gì vậy? Nó chỉ lấy nắng như nước không, nó lớn nó thành cái cây rồi nó mọc cái trái cho em ăn. Cái cây nó sống bằng cái gì vậy? Nó đầu dùng tỏa là khí không á, cây sống bằng khí. Những loại khí mà thấp nhất là con người là khí thấp nhất, đầu tiên là đất đá cũng tạo bằng khí, xong cái cây nó tạo bằng khí. Cây bằng khí bởi vì nó là bổ nhất, bởi vì trong tất cả thực vật bổ hơn động vật. Anh kiếm lại đi, thuốc các loại chất bổ đều động thực vật bổ nhất. Thịt sâm nè, còn mấy cái thứ thịt heo thịt bò bổ mẹ, có thứ thịt gì mà bổ nhất đâu. Toàn là cây không à, cây sâm cây dày cái kia, không có thứ gì bổ bằng cái thực vật. Thì nó lấy khí trực tiếp vô, xong con thú nó ăn lại cái cây, con bò nó ăn cái cây thì nó lại cấp 2 rồi, là khí cấp 2 rồi. Người mình ăn lại con bò, ăn lại cái cây là khí cấp 3 rồi. Rồi thành ra mấy cái ông tiên đạo nó phải lấy trực tiếp khí kìa. Thành ra ông ngồi thiền, ông sống luôn mấy trăm năm nữa mà. Nó có ăn gì đâu, thấy không? Nếu vậy em thầy giải thích em, nếu em nói thuốc chữa được bệnh, ăn uống là tạo được sống. Vậy mấy người ta thiền chứ sao, chả ngồi chứ thở, không chứ sống kìa. Thành ra cái khí đứng đầu của sự sống, không phải là ăn uống, không phải thuốc, chứng minh cho mày thấy đâu. Bây giờ nó cãi với em, bây giờ cái thằng cha thiền nữa, chả ăn bằng cái gì? Ngồi thiền 100 năm nó mới bắt cha thiền, 213 năm ngồi thiền không, mẹ không có chết. Như vậy là thuốc đâu chữa được bệnh, ổng cũng bệnh sao không sống nữa chứ giờ. Chứng minh đó, bây giờ mày cãi tao, mày tao cho mày thấy một con người đó, rồi nhiều người thiền đó, 49 ngày không ăn uống vẫn khỏe đó. Mẹ nó ăn cái gì, uống cái gì? Rồi có trên mạng mà gõ vô Phật sống Nepal 6 năm có nghĩa là cái thằng 16 tuổi ngồi thiền dưới gốc cây, cả thế giới 1 tỷ người đi tu tham quan, bu lại coi, bu lại nó làm mấy cái lưới sắt nó bao này, canh canh không cho vô. Rồi từ xa quay phim Mỹ, nó quay từ phim coi sao, tưởng này gạt. Cuối cùng Mỹ nó quay phim 9 ngày chứ đem không ăn, khi Mỹ không lái luôn, Mỹ nó mới tin. Mỹ nó cái thằng National Graphic nó quay. Em mà gõ vô YouTube thấy liền. Cái thằng ở bên Nepal, người Ấn Độ, cái thằng nhỏ 16 tuổi rồi. Nó thiền tới 6 năm. Ngồi dậy không à. Da thịt vẫn đẹp. Không có, cái thằng Mỹ nó mới zoom lại nó coi, nó thấy không có ghẻ. Không có kiến bò. Rồi nó ngồi lâu lâu, thấy mồ hôi ra, nghe. Không thấy đái. Nó coi xung quanh có nước tiểu không thấy, cứ không thấy luôn. 29 ngày mà không ỉa không tái là nó thấy sợ rồi. Nó chỉ theo 9 ngày nó sợ rồi, chứ không cần 1 năm. Mà thằng cha nó ngồi 6 năm như cái cây ấy phải không? Ngồi người sống như cái cây ấy. Rồi lắc hồi nó tỏa nhiệt, nó đốt cái áo quần nó luôn. Nó ngồi nha, lúc mà nó thay quần áo á, nó đốt cái quần áo đó luôn. Nó ngồi nó cháy lên như nè, Mỹ nó quay được luôn. Rồi nó cái người ta thảy cái áo phải nó che lại, nó đốt cái áo của nó luôn. Xong bắt đầu khi số lượng người lên 1 tỷ á, trong nguyên tắc của tâm linh, khi mà người ta biết cái tâm linh thành hiện vật đó, thì người hiện tượng tâm linh không thể tồn tại được, phải biến. Thì đúng ngay chắc thằng cha này tới ngày mới lên 1 tỷ người tới, sáng ra không thấy trả đâu á. 6 năm sau thấy mới ta hiện lại ở cách đó, ở dưới đất 30 mét dưới đất chui lên, dễ sợ kỳ. Khoa học không chứng minh được cái thằng đó. Mà khi hỏi ổng nó không phải thật sốc. Tôi luyện được cái phương pháp của người xưa để lại là không ăn, không uống thì sống, chứ tôi không phải Phật. Nói thẳng luôn, Phật cái mẹ gì? Phật thì tao đổ, tụi bay đổ gì? Tao đâu giúp được gì tụi bay đâu. Tao luyện được thôi. Nói thẳng luôn, tao luyện được cái đó là tao sống được vậy thôi.
Bây giờ tôi muốn dạy cho mày thôi. Kiểu là chứng minh cho là con người. Thì người ta cứ tưởng là Phật không? Cái hỏi ổng, tao bu lại, tao lại nè. Rồi biểu là đưa cái đầu cho nó rờ để Phật Phật truyền phiền phép vô. Cái thằng chả nói, tôi không phải Phật. Tôi luyện một phương pháp của người xưa để lại là lấy ánh nắng lên mặt trời để tôi tồn tại thôi. Thế tôi không phải Phật. Nó nói thẳng luôn, quê chết mẹ luôn. Nó mẹ là đừng có lại. Phật đâu mà lại. Nó không giúp được gì anh đâu. Nó nói thẳng vậy, nó quê dễ sợ luôn. Mấy con mẹ mà mới tính á. Nghĩ rờ cái đầu cho con độ con. Rờ làm chi? Ông thấy là nhiều người mê tín lắm, mấy cái ông là lạc ma tới đưa cái đầu cho rờ cái đầu cái vô lý. Chính Phật nó nói nè, mày luyện cho mày chứ tao giống như thầy có thể giúp em tập được, tập tục nhập tập như mày phải tập mày mới khỏe, tao chỉ cho mày tập chứ tao tập rồi mày được, tao khỏe cho mày đâu khỏe, tức là không có vấn đề. Người này độ người kia, người ta tất cả tự đứng lên, Phật cũng tự đứng lên, ổng cũng từ số không đi lên chứ ổng có ai độ ổng đâu. Tiên cũng vậy, là cũng ổng tự luyện lên chứ không còn tiên khác độ ổng lên, chỉ ổng mánh này mánh kia chỉ rồi ổng tập ổng lên. Rõ ràng là bây giờ chính mình kiếm tiền, mình em cũng tự kiếm tiền chứ ai chỉ mánh em kiếm tiền. Tự nhiên trong người nó có cái logic đó, ra tao làm đó tiên à. Mà cái bí mật đó tao không chỉ, tao chỉ mày cũng làm không làm được bằng tao đâu. Em chỉ hết cái kỹ thuật của em cho nó cũng không được, kỳ vậy đó. Thì cái đó là cái bản năng, nó gọi là định lực tiền, định lực sức khỏe. Nó có định lực ở trong á, nó có sẵn trong người á. Giống như năng khiếu á, đâu cái thằng bạn em nó là giỏi tiếng Anh mà em không giỏi bằng nó. Có đứa nó giỏi văn thơ, có đứa nó giỏi toán. Là nó có cái định lực từ sanh ra nó có sẵn rồi. Không đào tạo được nó, mà có em mà có năng. Trong người em học khí công là trong người em có định lực khí công sẵn rồi, mà chưa có cái chỗ đất để gieo mọc lên thôi, gặp thầy nó mọc lên liền. Chứ em chỉ người khác chưa chắc nó tập giống em, tập tao không thấy hả, sao mày nói xạo mày binh ông chút hả, vậy nó nói em binh thầy, em binh thầy. Em chỉ mấy đứa mà nó không tin á, không thấy gì hết, mày binh thầy mày đó, nó nói vậy như kệ mẹ nó thôi. Nhưng tao cứ làm tao làm kệ tao. Thì cái bài hôm nay là cái bài bữa đó là em tập cái bài mà Bát Nhã Cẩm 2-3. Cái 2-3 có đâu mà là cái một cái âm kiều với một cái âm duy. Thường các bạn nghịch lại đó, dương kiều là nó nghịch lại. Thường thường khi cái công anh phải tập âm dương nha. Không thôi nè, nó quá rồi sao mình bớt. Bài dịch cân kinh á phải học. Bài phá của nó là bài thái cực. Khi đụng chuyện nó có cái hiện tượng gì mà nó quá mức của nó thì cái thằng kia nó trừ lại, giống như axit với bazơ vậy đó. Nó cân bằng. Phải cân bằng, thành ra học một thứ không được đâu. Em học ví dụ cái bệnh bài chữa bệnh em học vậy, khi mà hết bắt đầu phải có những bài bổ âm dương du. Hôm nay là cái bài âm kiều phải có bài dương kiều bù lại, dương kiều rất chỉ cái bài dương kiều. Rồi bài đi qua là bài âm duy ấy, thì phải có bài bữa qua thì trước là âm kiều phải không? Đúng rồi. Bài một bài bắn cung với một bài kéo chéo. Bắn cung là cái bài em bắt đầu vô cái bài này. Nãy em nói về lý thuyết.